Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong Chúa Nhật thứ hai Giáng sinh. Anh chị em thân mến, phụng vụ bài đọc hôm nay Chúa Nhật thứ hai sau lễ Giáng sinh công bố cho chúng ta nghe lời tựa mở đầu tin mừng theo Thánh Gioan. Đoạn lời tựa ấy đã tuyên bố rằng Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Ngôi Lời đứng ngự trên trời đã đến trần gian để chúng ta được lắng nghe, được nhận biết và có thể đụng chạm vào tình yêu của Thiên Chúa là Cha. Ngôi Lời Thiên Chúa cũng chính là người con độc nhất, đấng đã nhập thể làm người, luôn tràn đầy ân sủng và sự thật. Đó chính là Đức Giê-xu. Thánh sử Gioan đã không hề che giấu tính bi kịch trong mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa khi cho thấy rằng con người đã khước từ, không chấp nhận hồng ân tình yêu của Thiên Chúa. Ngôi Lời chính là ánh sáng, nhưng con người lại ưa thích bóng tối. Ngôi Lời đã ở giữa thế gian, nhưng thế gian lại không nhận biết người. Thế gian đã khép cửa chối từ con Thiên Chúa. Sự dữ đang đe dọa cuộc sống của chúng ta và đòi hỏi chúng ta phải thận trọng vì nó đang diễn ra lan tràn khắp nơi. Sách Sáng Thế đề cập đến một câu rất hay giúp chúng ta hiểu được điều này. Tội lỗi đang nằm phục ở cửa. Thật khốn cho chúng ta nếu chúng ta để cho tội lỗi đi vào nhà mình. Bởi vì một khi tội lỗi đã đi vào, nó sẽ đóng kín cánh cửa tâm hồn chúng ta lại và không hề mở ra cho bất kỳ ai nữa. Nhưng chúng ta lại được mời gọi phải mở cửa tâm hồn trước lời Chúa, chính là Đức Giê-xu, để nhờ đó mà ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Trong ngày lễ Giáng sinh, Thánh Thi mở đầu trong tin mừng Thánh Gioan cũng đã được công bố rất long trọng. Bài Thánh Thi mở đầu trong tin mừng Gioan được công bố vào ngày Giáng sinh đã được lặp lại vào Chúa Nhật này, là lời mời gọi của Giáo hội Thánh Thiện đón tiếp lời cứu độ, là mầu nhiệm của sự sáng. Nếu chúng ta đón tiếp Chúa Giê-xu vào lòng, chúng ta sẽ lớn lên trong sự hiểu biết và tình yêu của Chúa. Chúng ta sẽ bắt chước được lòng xót thương như Ngài. Đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta hãy làm cho tin mừng hiện diện hơn bao giờ hết trong đời sống của chúng ta. Trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta được mời gọi làm cho tin mừng trở thành một phần trong đời sống chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe tin mừng, suy niệm tin mừng và nội tâm hóa tin mừng trong cuộc sống thường ngày. Đó sẽ là cách thức tốt đẹp để chúng ta hiểu biết hơn về Đức Giê-xu và có thể đem Chúa Giê-xu đến cho người khác. Ơn gọi và niềm vui của bất kỳ ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội là giới thiệu và trao tặng cho người khác chính Đức Giê-xu. Nhưng để làm được điều này, chúng ta phải biết Đức Giê-xu và để cho Ngài đi vào trong tâm hồn chúng ta và trở thành Thiên Chúa của cuộc sống chúng ta. Thiên Chúa sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ, khỏi ác thần, là những kẻ luôn rình rập trước cánh cửa tâm hồn chúng ta và trực chờ để bước vào. Bằng tấm lòng của người con thảo hiếu, một lần nữa chúng ta hãy tín thác nơi mẹ Maria. Mẹ là mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ chúng ta. Chúng ta đã có dịp chiêm ngắm mẹ nơi hang đá trong suốt những ngày này.